Chào mọi người nha. Bữa trưa mọi người. Giờ mình dẫn mọi người ra thăm cái ao cá của mình nha. Nè, mình có đem cái thau cám cá nè mọi người. Để dụ cá lên cho mọi người xem cái ao cá của mình nó nhiều đến cỡ nào. Cái đây là khu vườn nhà của mình nè. Đây có cái mấy cái dòng cải cha mình mới gieo, giờ nó bắt đầu lên nè, hơi xanh xanh nè mọi người. Thấy không? Còn cái phía bên này nè, cái phía bên này là cải lên rồi nè, cải lên mà đang thu hoạch. Ở phía góc kia đó, góc đó là có cây đu đủ. Còn đây xung quanh cái ao cá của mình nè. Cá, ao cá đó. Bên kia cũng là cái gò của mình luôn. Để cái gò mình mới đắp lên hồi mùa khô vừa rồi. Nên cũng chưa có trồng đồ nhiều nữa. Giờ mình đang đi ra cái vườn nè. Mình hay cái cho cá chỗ ăn chỗ này. Mình đây, mình thả này đi. Này, mình vụ nó lại. Vụ nó lại nha mọi người. Thả xuống á. Thả chút xíu nó lại. Bụp, mình thả đằng kia nè. Thả vô trong dèo mình cũng có nuôi một số nữa. Đó, nó lên đó. Đó. Trong dèo mình nuôi cá phi với mình ương mới cá cha mọi người. Đó, này nó vô nè, này nó vô nè. Nhiều lắm đó nha. Đó, vô hồ đó. Đó, thả chưa? Nó ăn bùm bụp luôn. Dạ. Thấy chưa mọi người? Quá trời luôn á. Dạ. Cào lắc. Tròn rụt xuống luôn. Dạ, ăn mới đã. Thấy đã chưa mọi người? Nhiều lắm á. Nhìn như thấy chưa? Ở dưới quá trời luôn á. Ngoài kia mấy con cá, ngoài kia nó ăn. Cá nó ăn nè, thấy không? Có mấy con cá cha đó, mấy cá cha là nó bắt đầu rồi. Con này thì nó quẩn quá trời luôn ha mọi người. Phát nước nè mọi người, bạc đi. Nó quậy vô, ăn cái nó quậy vô. Mọi người thấy cá mình ăn đá chưa mọi người? Lên ăn quá trời luôn nè. Đỡ khô con cá cha bự ghê chưa? Này mới cá điều hầm nè. Đây con cá cha nè, con cá cha nó lên nè. Đây có con cá phi màu đen nè mọi người. Đó, cá phi này đen nè. Cá phi này chắc cá phi đực hay gì á. Hình như là cá phi đực á, nó màu đen đang thui thù lùi luôn. Cậu thêm nữa. Ngoài kia quá trời luôn, ngoài kia nó lên. Cá cha bự không? Trò xuống hết rồi. Nãy mình đổ con thao vào, giờ nãy mình mới lấy con thao nữa mọi người. Cho nó lên ăn luôn, cho nó lâu à. Để nó đối tội nghiệp nó. Không có gì ăn. Trời nắng
cái cha này nó lên rồi, đó, đó, đó. Một chia cá cha chà bán rồi, đó 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 rồi luôn, đã chưa? Thôi giờ mình lên trên, lên tham quan khu vườn mình nha mọi người. Thế này mọi người thấy chưa, mấy cái dòng cải nè mọi người, mấy dòng cải nè cha mình mới gieo á, nó lên được cỡ mười mấy ngày á là nó lớn cỡ này nè, nó lớn cỡ này nè rồi. Mà gieo á, như khi gieo á là gieo thưa thưa như vậy nè mọi người, cái cải nó mới mốt lớn là nó mới đều được. Còn gieo mà ấy, khi mà mình thấy đặc quá bắt đầu mốt cái cây cải nó nhỏ xíu à, như cây kim á, mà cây nó yếu nó cũng không ngon nữa đó mọi người, thấy chưa, đã ghê chưa. Còn cái dòng bên này nữa nè, để mình qua cho mọi người xem này mọi người, thấy chưa, cái dòng bên này là mới gieo nó lên được đâu cỡ 5-7 ngày á, nó vậy đó, nó thưa thưa vậy đó mọi người, nhìn thấy thấy vậy đó, chứ khi mà lớn lên rất là ngon. Còn bên đây nè mọi người, bên đây là cái cây cải nó mới lên nè, bên này là mới lên nhỏ ní này nè, cái này là cái bèo á, mọi người thấy đã chưa, nhí vậy mới lớn lên nhìn thấy dễ thương lắm. Khi mà nó lớn lên rồi là mình thấy mình muốn thèm rồi. Còn đây dòng cải cải bẹ xanh non nè mọi người, nó lớn rồi đó, giờ ăn được rồi đó, em đem ra chợ bán được rồi đó. Kệ, ăn không hết đem ra chợ bán. Còn đây đang nhổ nè mọi người, này nhổ nè, này nhổ rồi nè, nhổ tới đây ngưng, mai nhổ tiếp. Để mình đi lại mấy cây đu đủ cho mọi người xem nha, mấy cây đu đủ ở nhà mình nè. Mấy cây này đang cho trái, trái cũng bự lắm, thấy cũng đã mà chưa biết chất lượng trái nó ra làm sao. Nè, thấy không mọi người, trái cái nào trái nấy, uống nào nằng bự, nghe nói là đu đủ dục vàng. Mình hồi đó có cây đu đủ bự lắm, mấy bên đó đó, mấy chỗ đó bự lắm mà bữa gió nó gãy rồi, đu đủ dục vàng. Đẹp ghê chưa mọi người, đã ghê chưa. Trái bên này cũng có con cây nữa nè, bên này cũng có con cây mà đang cho trái, trái cũng bự lắm nè mọi người xem nè, đây cũng được trái nè, thấy không đó, trái bự với một số trái nhỏ. Quá trời luôn á. Rồi bên này nữa, bên này cây mít này nó mới phát triển, đang phát triển, đợt rồi nó bị bệnh, tưởng đâu nó bức, nó chết rồi, ai ngờ giờ nó gượng lại được. Mình trị nó bắt đầu phun thuốc phun đồ, trị nó bắt đầu nó sống lại được rồi, đỡ rồi. Còn này cái dằn mốt của mình giờ nó bị đợt bão vừa rồi á. bị sập giáo, gió quá, bão gió quá sập hết. Còn cây táo của mình chắc ít bữa mình dọn nó để cho cây nhãn trong đó mình có cái cây nhãn phát triển, để mình đi qua bên cái vườn bên này. À, đây là cái khu vườn bên này nè mọi người, có cái ao cá mình bỏ không, nó cho cá ăn mà cá vợ còn đó, bên đó đó mấy mình đó nó vợ còn vô mé nó ăn luôn cái thức ăn á, thức ăn nó vô mé, cá vô mé nó ăn luôn. Còn bên này mình trồng ăn đồ, trồng
trồng bí mà bí thu hoạch hết rồi nè, mấy trái bí bí đỏ nè mọi người. Còn mấy trái à, đây bớt rồi, đây có mấy trái bí đỏ. Còn đây cà chua, cà chua nè, cà chua cha mình mới trồng à. Giờ cũng có bông rồi, cũng chuẩn bị có trái rồi đó. Cà chua nè mọi người thấy đã không? Còn đây là khu vực cánh đồng, nó cánh đồng khu mình ở nè, chỗ đốm trắng trắng đó, người ta thả vịt đồng á mọi người, ta thả đi vịt chạy đồng á, do đợt vừa rồi gặt lúa hết ráo rồi, giờ trống ruộng trống rồi, ta thả vịt ra để cho ăn, ăn cái lúa lúa đổ á mọi người. Giờ ruộng cày ráo rồi, đợt rồi mình đi làm xa mình về không có kịp cái đợt mà người ta đập lúa, trời người ta gặt lúa đẹp lắm mọi người, mà tiếc cái mình về không kịp, mình đi làm xa quá mình về không kịp, chứ ở đây cánh đồng lúa chín mà đập lúa nó đẹp cực kỳ luôn. Để mình đi lại khúc này thôi. Ồ cá ở đây quá trời, nước nóng rồi, nó chạy lên bọt luôn đó, xì tim luôn rồi, nước nóng nắng quá nóng. Đây là mọi người, đây cái đu đủ nhà mình nữa nè, ăn trái thấy đã thấy mê chưa. Đó, thấy mê chưa, đây cây nữa nè mọi người, nghe chưa, trái mà không có chỗ mà chen tay vô luôn á, nó khít cỡ đó đó. Đây có trái chuẩn bị chín nè, đây trái chuẩn bị chín, đây trái chuẩn bị chín nữa nè. Đã mọi người. Mình rất thích là trồng mấy cây này, trái chế chung. Còn đây cây nữa, cây đây là trái khủng luôn, khủng hoảng luôn. Không, đây có trái nó bị bệnh bị gì nè, bị méo méo. Đã chưa mọi người, quá trời, quá trời trái luôn. À, còn đây mấy cây xài, mấy cây xài mới trồng mà chưa có trái gì hết trơn, chưa phát triển lớn lên. Để giờ mình lấy cái thau thức ăn vô, để nắng quá trời giờ để mình vô mình giờ soạn đồ mình chuẩn bị đi làm đó. Đi làm một ngày, đi làm nghỉ được có chút xíu à, giờ mình đi lên Sài Gòn lấy có công việc nữa thôi. Đó cái ao cá của mình á, những chân cá nó ăn nó quậy quá. Thôi chào tạm biệt mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo của mình. Thôi tạm biệt mọi người tại đây nha, hẹn gặp lại mọi người.